đừng cấm cấm đại là chết ngay. Ngoài không cho sống ảo, không cho quay đèn nhấp nháy à? Mọi quẩy tới bời. Cho nghe gì không? Đầu nó tròn. Đầu nó tròn hơn. Đúng con cá bò trưởng. Thôi đi ơi. Đầu lúc nào mà nhọn. Rắn con. Để nó nọ hoa lên cho nó đổi. Phải đẹp. Mà chưa thấy đâu phải trắng đâu. Nó rất là nhỏ luôn. Nó phải trắng nè. Nó mới lọt sâu xuống nước kia đến mùa. Nó mới lọt sâu nè. Nước nó mày quay lên nước rồi. Nhân gì vậy? Nhân sang đây là nhân cướp hàng của anh Giang à? Nhân biết đây là Giang đẹp trai nhất hàng không? Bây giờ mới đây anh thấy Giang nó buồn. À thế không? Không phải chị Giang. Mày lại có ý gì làm sao là Giang này cứ lại đòi em cái gì ngủ. Cái gì? 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 Cái nó xin cho chụp ảnh anh nó mới đẹp chưa nhân tài em tắt được sóng toàn luôn đẹp nho nho rồi cái này 1316 cái ảnh đấy đi nhá bắn cái này gửi gửi qua biết gì đâu thì đưa cả nhà mình sống ảo với nhau kiểu cuối năm. Mai ra ăn tất nhiên rồi, số học của năm. Mai, cái gì? Đẹp quá cơ. Năm này nhớ cho lại đi. Đẹp thì có quyền. Thế năm đi chuyến, không ngại đâu. Tự nhiên nhận ở nhà ấy. Như bọn ra sang một bàn dễ đấy không? Tao đi đại ơi đang xem này chân thằng đứt tối quá đứt bỏ đây chân thằng không ai xem một cái này bảo chưa thôi để ông đâu có chân đấy chơi Việt này đi với gái rồi. Anh cũng ra anh đi về anh phải đi xem đi làm với người về bố tổ làm gì chỉ con phải xem không về quay không lắm nữa cái này cho tôi tiêu mà đâu sáng nay em vừa đúng một chú xem không ai vừa chú nói một chú xem đâu bóc đi nó xem ấy nó xem à Việt á Việt giờ Việt không thấy Việt nào rồi đi chơi đem về vẫn được ăn hôm nay đi khóc chỉ có hai đứa thôi thế không chỉ mình ai đâu ở nhà trường mình sáng ai gọi đi đâu có đứa phải đi với người yêu phải đi với các chị gì Giang này nhìn đứa này đưa Giang mới sốt ăn vui lắm Nam ạ. Hôm nay bao nhiêu món ngon. Sang chú hôm nay có bánh phu thê này, có bánh do Hà Nội ngon vãi chửi. Đức về không gửi áo lại ở đấy. Coi như chị ơi, hôm nay mắt cái gì mắt em cũng mờ ấy. Coi như là xinh thật đi. Giang nói lại Giang chứ. Những người mưu sinh trên những lồng bè nuôi tôm cá, họ đã quá quen với cuộc sống xa nhà, bởi thế mà đi qua khoảnh khắc sinh tử. Cô quay đi là chút chút này nghĩa bổ gia đình tốt xong rồi cắt rồi. Cô giống bà. Đấy, các cháu sang cứ giúp ăn đi. Bà cũng thế. Đây chú đang phát trực tiếp đây. Chắc bà ở nhà nghe được. Bà ông bà biết rồi. À.
Anh ơi, nói đi. Em bấm rồi. Có thằng nào nhảy vào kinh khủng. Nhảy hiện nhân. Hả? Sườn anh vừa nướng ấy. Mấy đoạn chi đang ca nó bảo là nó thích ăn cái thịt nướng mà Việt Nam mình làm. Chuyện hôm nay ăn được ầm. Ăn ầm. Đồ của nó thừa hết, đồ mình hết sạch. Còn mà đó thì nó cái căn mà nó vẫn còn Châu Hoàng Nhân. Các anh em nhìn thấy bên này không khí Tết chưa? Đưa cờ đi, đưa cờ đi, đưa cho chị đi xong rồi bảo chị treo lên. Em không biết nhỏ hay to đâu chị nhá. Kéo lại nào, đồ cây của chú. Bao nhiêu tiền nó? Bao nhiêu tiền nhá? Em để hỏi. Của những người dân, thậm chí em ạ. Rẻ thôi, rẻ hơn từ nhà. Mang thế mà. Anh Hoàng anh ơi, có một thành viên mới gia nhập team nhỉ? Thiện nhân nhá. Thiện nhân gánh team nhỉ? Cái này là quà của khi mà quyết định là số lượng quân này cho cái này thành số lượng quân này đi nhỉ? Những cái người. Bao nhiêu hả nhân? Dạ. Tôi nhìn thấy sợ. 20.000 triệu. Thôi, tặng đi, gái sang tận đây chơi rồi. Ông xấu thế mà có gái sang tận đi tìm rồi, may rồi. Ông sang đây ông lại định chiếm quyền đẹp trai của tôi. Chiếm quyền đẹp trai. Wow, dễ dãi. Được, nhân này dễ dãi. Nhân này dễ dãi. Dễ dãi phải dễ dãi. Dễ dãi. Thêm được nhân này. Hải Minh đâu rồi nhân? Hải Minh ngủ chỗ khác rồi. Thay mặt cho chiếc tàu, tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao tinh thần. Rồi, Tokyo thì lúc nào chẳng nhớ Ibaraki, đúng không? Tokyo ăn Tết vui vẻ nhé. Hôm kia cháu đấy. Để cháu vừa đi Tokyo về. Cháu hôm trước giờ xem chương trình gì mà cô dẫn chia sẻ. Cô mà dài thẳng đúng không? Đẹp. Đây, những chương trình này có chị nữa đó. Đây chị nhanh của cô này. Cho đi nghĩa là còn mãi. Chị nhanh phát này. Chú cuội mạnh từ đêm giờ rồi cháu ạ. Thôi cháu đi tiêu phí sức khỏe cháu cứ đi vào quẩy làm cái gì. Ai đại ca? Thằng Châu. À. Để em tắt để em xem cái đại ca. Xin chào quý vị, sẽ cùng đến với một bữa cơm đặc biệt. Đây đâu gọi, chúng tôi gọi mấy lần chúng đi không rồi. Hôm nay cháu đi lên Tokyo, cháu không biết đâu. Không, còn sáng chưa. Sáng nay đúng rồi, không ngủ. Ai ăn mứt thì đến đây nhá. Không. Các loại mứt nhá. Đêm qua cháu đi làm. Sâu hàng cho các bạn ở xa biết. Còn nhiều hơn ở nhà luôn. Nhiều hơn ở Việt Nam. Không có con này. Các loại mứt Tết. To vào, các loại bánh. Ăn thì sang đây mà ăn ra thì ăn yến rồi cho cháu ăn thôi kìa. Ra sau đó thì thích kìa. Không, đi bộ sang. Đang giờ bót. Phú nhìn nhà anh bên này choáng như Phú ơi. Anh lấy cờ chị. Cờ để cổ bóng đá tối nay à? Ôi giời, chú đầy mứt cháu ạ. Nói về mứt thì nhà chú đầy. Anh Ngọc ơi, Hoàng Anh ơi, thì nhà Yến bạn đã bảo là Giang là Giang Phú thế. Thế anh thức cái gì? Thức cái gì? Chúng mày ngủ đi đến 4 rưỡi dậy mà xem. Không. Không cái gì? Anh ơi, quay em đi để cho chúng nó biết là em đang ngủ. Mời các bạn nha, tớ đi là tớ đi chơi về bọn tớ vẫn được ăn. Chủ tịch nước cũng như những người dân nghèo. Dư quả cho tôi xem. Giang thì phũ lâu rồi, thằng Châu bảo Giang thì phũ lâu rồi. Giang vừa mới đổi thành boy lạnh lùng. Ấy anh em nhìn bên nhà tớ vui không? 29 Tết vui không? Đâu, em cho một học sinh nó xem mà. Học sinh mà sang đây nhá, ăn đồ bánh Việt Nam hết rồi nhá. Sâu hàng cho các đồng chí biết là giống như ở đây đủ các món ngon. Cháu
Ai sang đây mai xem gặp nhau cuối năm TV trực tiếp luôn nhé. Bánh tét có. Chú nói với mày biết nhá Châu ơi, không những bánh tét mà tao có cả bánh bánh giò này đây, bánh giò của Hà Nội này. Ngon lắm. Thằng Châu nó biết gì đại ca. Châu không chấp. Tào lao. Châu ơi. Châu ơi, tao bảo Châu này. Châu xét chú. Ta ăn thịt Châu. Ta đang ăn thịt Châu. Đang ăn thịt Châu rất là ngon. Thèm thuồng Châu lâu đúng không? Ơ, làm nước đi đâu nhỉ? Hello. Các bạn nào tên nước hả? Thiện nhân 2 mà phát đi cho anh chị nhìn này mới là thiện nhân. Quay mặt ra. Chào mọi người, my name is gì nhỉ? I'm from Việt Nam nhỉ? My name is Ngô Thanh Tùng. My name is gì nhỉ? Is Ngô Thanh Tùng. Không, cái vụ ăn nổi tiếng đấy mà. Chibuku. I am Chibuku. My name is Chibuku. From Việt Nam. Don't shoot đúng không? I will sing for you. Yep, Xuân là để mấy chị có chỗ ngủ không đại ca? Gì? Không. Ngủ đây đi. Thoải mái. Từ hai đứa ngoài mà ngủ thì lên ngủ với cô mai anh đỡ được. Phải là thiếu thì cho Giang sang nhà mình. Thật Châu à, duyên ăn chưa được từng được ăn rồi. Giang chị đứng trong bữa thôi. Châu ơi, xin lỗi Châu nhé. Châu giờ này Châu ăn thịt khác thì để chị ăn cái này. Châu ơi. Ai đấy này? Ai cô không phải cứ. Châu gì đấy? Ai à? Giang làm gì đấy? Chú biết mà. Chú quay rồi. Cô mua đi. Tao gì à? Anh ngồi thấy sao? Rất mặt lắm thế này. Rất mặt lắm thế này. Em chào vừa sang đấy. Anh Ngọc ơi, bán luôn câu áo đôi. Hà Tư ơi, Hoàng Anh nè, băng băng anh ơi. Anh đang chơi rồi, chờ anh tí. Đi bên này, đang chơi mà. Đi 4 người, đi một tí. Thiếu 1 người nữa. Tìm không? Ôi, 8 mà. 8 người đủ chia 2 phe đi. Chia 2 phe đi. 9 người thì đây tiền cây nha, link mới. Quan trọng phải không? Tăng thay quần áo đã, đi chơi đi. Đã em chơi 1, ai biết rồi. Chơi. Em cắt bánh giò chị đi đâu, nó trẻ hơn chị. Chị ăn hay không thì tắt khác. Chị đang ở đây đông chị một đầu tí đâu tắt em. Cô trẻ tháng anh cô. Tao muốn đánh mày mày làm cỡ. Cả năm cũng được. Bọn này nó làm thêm thì nó góp tiền nuôi rồi không. Hai em Phương. Phương chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Thấy nhà anh vui không? Quân, bảo là xin chào những người từ không? Việt Nam, chị Phương này giám đốc công ty du học Việt Nam. Phương đâu? À đây ạ? À? Vâng, để gửi tiếp bên kia đúng không? Vâng, xoay gửi. Rồi, chị mời em lúc chạy lên sông em chết ạ. Ở bên trước người ta đã trở về. Con lên bàn mổ thì mẹ hát khéo ở ngoài cái thì đó giờ mình thấy đó giờ. Để em trông chờ xem ra. Chị Nguyệt với Đức sang được 3 hôm rồi Phương ạ. Nguyệt với Đức sang 3 hôm rồi, chào cô Phương ơi. Cô Phương chủ hóa. Phương, đây là chị Mai Anh nhá, chị Mai Anh là mẹ bé thiện nhân ấy. Chị Mai Anh là mẹ em thiện nhân nhé, cháu thiện nhân nổi tiếng này. Anh thiện nhân chuẩn bị để đưa cho anh của thiện nhân sang học ở chỗ cô Phương nhé. Nhân 8 nó phát rồi. Chú tán cho gái rồi. Ừ, nhân nó đi học đấy.
Hồng đi, cái Nhật Sinh á. Hương Nghiêm ơi, ngày xưa anh cũng tin là anh sang đây đấy. Còi quá, cả này còi á. Sao chả còi thế? Còi hơn năm ngoái sao? Đâu, có 2 con. Ơ Giang, Ngọc Hoàng nhỉ? Khi mà mình like ấy, khi mình like ấy, cô Phương cô bảo là muốn approve video nghĩa là gì? Approve video là sao? Phương ơi, chị Mai Anh này nhá, là chị yêu anh thì sẽ cho thằng lớn là sang tháng 10. Tháng 10 nhá. Tháng 10 chị sẽ cho người ở Hà Nội. Học xong 12 rồi. Phương biết chị Mai nhà rồi đúng không? Biết cháu thiện nhân này nữa rồi đúng không? Làm gì đi? Qua từ sáng mà làm không nó? Nghe này, ngày xưa chú Toàn đi biểu diễn beatbox. Không phải lợi dụng sao ủi nhiều em chưa sâu ấy đâu. Thua luôn. Ơ chú lại chém gì à Trà Châu? Tự nhiên mày bảo chú chém. À, ngày xưa chú còn đi làm biểu diễn người mẫu nữa mà. Quay. Nhân này, chú đang livestream là học sinh của chú rất nhiều đang theo dõi đấy. Nhân không được nói xấu chú. Không được nói xấu chú nhớ chưa, phải khen chú ấy. Đúng. Đúng chuẩn. Thế đủ rồi đấy, thế đủ rồi. Thế rồi Nhân này, có cái anh học sinh của chú anh kêu là nhiều người nghe lắm đấy chú ạ. Em thiện nhân này, em nói chuẩn lắm, em mới nói chuẩn luôn. Trẻ con chứ mà biết nói dối. Đấy, anh nghe thấy cháu bảo chú đẹp trai nhất Phương Sa rồi, anh đã confirm lại trên mạng. Châu ơi, mày đẹp trai mà mày chỉ sau bằng gần bằng chú thôi. Ngọc ơi, Ngọc xem được măng nó sôi chưa thì bỏ măng ra cho nó nguội, xé măng được rồi. Xé măng đi Ngọc ạ. Bảo Duy nó xé măng đi, xong rồi tí nữa cho gà vào là đinh luôn. Ai đang xem này để cho chú giới thiệu một chút này. Đây là cháu chú Việt Nam qua này, đẹp trai nhất Hà Nội. Sang thăm đẹp trai nhất Phương Sa. Thiện Nhân nhỉ? Cháu tên là Thiện Nhân. Đất. Sao được rồi? Ừ, ta biết là Nhân là thằng nào. Người ta lại tưởng cái con mà hát... em bé mà hát ở trên The Voice Kid. Thằng Hoàng không sang nhà tao hôm nay mà hơi bị vui đó. Thằng Hoàng yêu con Vân Anh ấy. Mày nhìn Phương Sa chủ nhất Phương Sa làm gì đấy? Thông báo với các bạn này, mai kia bạn nào sang nhà tôi ăn Tết nhá. Có các loại mứt ở Việt Nam này, mứt dừa này, mứt cưng này,
hạ sen này, các loại umai này, bánh su xê này, bánh do này, lại có cả chai đẹp nữa. Chai rượu ấy em uống thì ngày mai mua giao thừa ấy. Đào quất mai rồi hết. Chú ơi, chú quay cái này đi. Bố có thấy bọn con bố. Mày về chỉ hên xui thôi. Châu ạ. Mày về chỉ hên xui thôi. Duyên hôm nay cầm rượu uống điêu phết này. Ngọc ơi, xôi chưa? Xôi đổ ra cho nguội xong rồi xé xong rồi bắt đầu cho gà vào đinh. Lấy cái con gà tây ra rửa đi. Đây là chị Nhân lên TV đây, đây là chị Nhân này, mẹ chị Nhân này, tất cả thấy xem này. Đấy, chị Nhân và Ngữ thì bạn đấy. Đây bạn này quay từ bé đấy, bạn này với mẹ đây. Đây, đây cô Mai Anh đây. Nhân vật thật ở đây. Cô Mai Anh hình như từ đợt đi mổ gì xong gầy đi. Cô lúc nào cũng gầy, bao giờ cứ béo thôi. Trăm gầy ạ. Kìa cô. Đây, người muốn gầy cũng được. Em xem anh hỏi anh trời. Bây giờ là quý thiện nhân là cô Mai Anh đi cho mổ hết. Hiện nay là chúng tôi là đang xem TV Việt Nam. Tắt cái đi. Đây, cô Mai Anh đây. Cô đang trên TV và cô đang ngồi luôn ở đây. Đây, người thật đang ngồi đây. Và cô đang trên TV đây. Mình cũng chả bao giờ mình nghĩ là mình có thể gặp người như là ngoài đời. Thiện Nhân không có trên TV à? Nhân lớn rồi. Không phải cháu đâu, còn cái mẹ em rồi. Đấy, chị Nhân đấy. Đây, quay cho cả nhà xem. Đây, cô này là trên Facebook đây, cô này đang trên TV đấy. Đây, cô đang trên TV ở Đài Truyền hình Việt Nam đang phát đây. Đấy, cô ngồi gần vào đây cô. Cô chị của anh là mẹ của bé Thiện Nhân. Đây đây, có cháu là Tài đây ạ. Đây, đây là cô ở đây, còn Thiện Nhân là bé ngồi đằng sau kìa. Đây đây là Hà Chí Tài đây ạ. Em ngồi đằng sau là... Lưu Minh Tài, Tài Sơ Mai. Tài Sơ Mai. Tài Sơ Mi Lê. Sao là được vinh danh cái gì đấy nhỉ? Chương trình gala về thực tế. Đây. Đây, Hà nhìn thấy chưa? Đây, cô đang trên TV đây. Cô đang ở trên TV và cô đang ở bên phương xa mình. Cô muốn ngồi gần người cô cháu. Đây là người thật đang đây. Trên TV đây và người thật đây. Đây là việc thật đây. Chuẩn bị cô sang làm cư dân của phương xa mình nhé. Hai, đây là bé Thiện Nhân mà ngày xưa. Ôi. Cho xin một cái. Nào đây Thiện Nhân, cho chị Hà đây, chị nhìn đâu là Thiện Nhân. Đây bé Thiện Nhân là bé này. Đẹp trai nhất Hà Nội, gặp đẹp trai nhất Phương Hà, kiều. Sắp tới là cô sang, cô cho con sang học ở đây. Cô là chị của anh. Chắc là sang dần dần để cho trẻ con nó sang đây học. Thấy chưa, các chị bảo Thiện Nhân kiêu quá. Đang mải chơi. Nó đang mải chơi.
Mọi người thấy nhà anh thì thấy vui không? Xem TV trực tiếp ở Việt Nam nhé. Xem chương trình Tết. Đây cô đây. Tết nhà anh thì đầy đủ hơn Việt Nam. Bánh kẹo, đồ ăn, không thiếu gì nhỉ? Cho xem quất Việt Nam này. Thôi bọn kia lên ăn tiếp đi nhỉ? Quất anh mua ở bên này. Quất to như quất ở Việt Nam. Hôm nay nhà đông người quá phải để ra sân. Người ở trong nhà quất thì ngoài mà quất vào thì người ngoài. Không phải sợ thằng Thị Nhân nó làm hỏng. Rồi quất to. Mấy đứa này nhá, mà đi qua làm giúp cây đào của anh nhớ lại xử lý nhá. Giang bỏ túi nó ra cho chú ấy, bỏ túi ra. Cái này bị chậm. Ờ, chú đẹp trai, mày tao có cô ấy nào tao đích đâu mà khen tao đẹp trai. Xé xé chứ, xé sợi ra chứ. Anh thua chưa? Cái quen Huy chậm mày ạ. Được rồi, Trần Đức quá thối. Thôi xong. Ui, có ai khen mất tuần rồi. Đây, mình xem. Lần đầu tiên ấy. Quên. Nhân chú có đẹp trai không? Thấy chưa? Thôi, nói thật đi. Nhân này. Nói thật đi. Đẹp trai nhất. Anh cả ngố đây khen là chú đẹp trai thế. Nghe nói chú chẳng đẹp. Cả ngố đang chờ hai đứa xôi nhưng mà phải khen. Hai đứa xôi. Có cháu Hà này, cháu nhìn thấy cô trên Facebook và cháu lật vào. Cháu xem và cháu nói rằng thật sự ngưỡng mộ cô. Ngưỡng mộ cô thì ngưỡng mộ nhiều lắm. Bao giờ sang đây thì gặp cô nhé, bao giờ về lại Phú Sa sẽ gặp. Bao giờ sang đây? Học sinh của em mà nó tốt nghiệp lên Tokyo rồi. Đang ở Tokyo à? Chị nói chưa Tokyo. Người Việt, chỉ là người Việt. Anh thua rồi. Đây, đại bại đây, 1/9 đây. Anh gọi. Kê xong rồi. Rồi kê xong hết đấy rồi đấy. Em sẽ bị chậm anh ạ. Quay đầu, trong kia. Em đang xem anh ơi. 29 ơi, để chuẩn bị ăn tối 29 mà, ăn Valentine mà, Valentine. Hôm nay Valentine. Mai là ăn 30, chúng mày rảnh sáng hết đây. Một chú đang đấu đồ ăn cho ngày mai rồi. Ê anh ơi, từ từ. Trêu nó này, đang buồn đấy. Buồn.
Đèn xoắn lắm rồi. Con em bị tai nạn á. Con mày vừa bị tai nạn nữa. Thì đã xong rồi. Mai mày sang đây nha Toàn nha. Về Việt Nam sang vào mắt. Sáng qua đi về cái thì nó nằm nó buồn thương thế. Ôi thua rồi, anh nói em bị chậm. Em xe bị chậm ở đây. Hôm nào rảnh thì qua nhá. Mời em mời. Bây giờ có 4 người. Cùng 10 qua đây. Đánh cổ điển. Đánh cổ điển. Mời đi. Em mời đi. Tôi chưa là đứng đứa nào mà gánh team với thằng Nhân. Nhân tên gì? Tên hơi chối. Bé Chanh. Bé Chanh nhá. Ừ. Bé Chanh. Tên là bên trái. Ai toàn vùng ấy. Cho dân tình nhìn thấy chú cháu. Cấp 5 đúng không Nhân? Đấy cái bản đấy. Bản gì à? Gì mà chẳng biết mà về nước. Chú. Mọi người quên. Cái bản chưa? Chưa. Các bạn rồi đi nữa. Bé Chanh cấp 5 luôn, cấp mấy rồi? Đây. Bờ biết hoa đây à? À chú Chanh biết hoa gì? Lại một thằng nữa đây. Một anh vừa chát cái gì anh vừa nói gì đấy. Nhân đọc to lên, không được đọc sai. Nhìn chú đẹp trai phết. Người ta khen chứ không phải chú tự nói đó. Toàn là đường thủ. Người ta nhìn như thế, người ta nói là kiểu sự thực. Cái bạn ấy nhớ. Bad legend đúng không? Đúng rồi. Em mời đi. Anh ơi, em mời nha. Toàn mà thấy bên nhà chú ngon này nhau. Ờ, anh mời nốt. Tập trung đây rồi ăn uống, xem TV Việt Nam. Anh Đại chứ không? Anh Đại ơi. Anh Đại, 4 người rồi còn ai nhá. Anh Đại. 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 Thôi chơi lại cùng chơi bảo luôn anh nhá. Hoài nhá, chứ đừng vần nữa đâu anh ấy. Anh được á, cổ điền anh. Đánh nhá anh nhá. Bảo anh nhá. Anh Đại ơi. Đại ơi. Đại ơi. Việt Nam đây chẳng khác gì ở đây, chẳng khác gì Việt Nam. Đây là xịn hơn Tết Việt Nam. Ôi trời ơi. Thôi, ready cho năm nay. Không bao giờ đứng ngao. Mai vào outlet chị ạ. Mai vào outlet chị ạ. Chị là một người tốt. Nằm đấy. Nằm đấy à? Không ra ngoài này. Trêu thì thằng Việt mày cút đi. Hoàng Anh ơi, thằng con Việt nó xuất hiện này, bảo nó biến. Ôi giời ơi. Mày sang đây mày nhìn đồ ăn nhà chú thì mất điện luôn con anh ạ. Bánh vu thê, trái cây, các loại mứt. Còn các anh các bạn đang nấu đồ ăn để ngày mai ăn. Mai ăn rau thừa. Mình cho lên đây này. Cho nó ngồi đấy. Đấy. À chú lừa mấy thanh niên là chú con điệu về cho anh kể giọng. Ơ con chú cao to để trai kết. Đúng chú. Để trai đúng chú ạ. Bữa xưa nó gặp ở ga, chưa gặp ở ga mà. Kể nó cho nó nói duy. Sang chẳng muộn cả. Chúng mày mà thích sang đây, bộ trò con nó bố dưỡng nó xem đá bóng gì ấy, chẳng gì ấy. Real với Paris Saint-Germain nhé, tối mà thích sang xem sao nhé. Ờ, C7 Neymar. Trận siêu kinh điển. Siêu kinh điển đấy. Siêu kinh điển căng ấy. Nhưng mà đấy ăn là tại chủ tốc rồi. Về Paris
Mèo hiện tại có là MPP này hay vậy. Đừng bế nó nhiều, nó chớ sợ đấy. Bế nó nhiều nó sợ, nó thích ngồi luôn. Chú Toàn hỏi như gì hơi, chú mới mua TV à chú? Chú mày ơi, thằng Toàn hỏi là chú mới mua TV à chú, nghe chán không? Nó ăn đấy suốt ngày, nó hỏi nhà mình mua TV à? Let's go. Bị tranh này ra đây à? Bị tranh chơi mít à? Bị tranh đi mít rồi, bị tranh không đi rồi. Thôi để em đi dừng cho. Em dừng cho. Đâu, TV ngày nào chẳng xem. Bị tranh là em ấy. Em dừng cho, đôn luôn đi. Em đi nhờ. Em mà có thôi cờ, em đi dừng ngay. Anh chàng. Thế lẽ giờ cười kinh như là. Ăn cười mặt nặng mày nhẹ. Vừa bóp mà cười. Vừa bóp. Nhà là cho con đi à? Ôi, đợi ơi, ok, bye bye Toàn. Em ơi đừng mít em ơi. Đảo đường đi. Số 2 thằng đi bên kia là thọt. Đây là vợ. Ai tranh mít đây? Cái đầu này kia là bà của con. Còn đây là những là anh em của con. Trần Đức Thổ quá, Trần Đức Thổ kinh hoàng thật. Đông vui à, bảo ngày không sang là điều. Sáng mai mình đang sang sớm nữa. Ôi đi làm đi, đi mai sáng. Đẹp rồi. Tối nào xong buổi sáng mà lo. Nhân ơi, tối nay mà nó buồn ấy, cho nó nằm ngủ với Nhân. Sáng nay cháu dậy thấy Nhân thì co quắp, còn ông Thiên Minh thì nằm hết chăn.
xé ra nhá, xong rồi vào ninh luôn. Đây hai thanh niên này đang xé măng để mai nấu món măng gà. Một mình cân cả thế giới. Chưa gấp vào được. À, để vào chú bác tắt cái điều hòa này nhá. Cái điều khiển đấy thôi nhỉ. Điều khiển thôi nhỉ. Được rồi, lên canh hộ miếng nào. Cái thịt này chả đi mà. Cầm cái này nhá. Cầm đi nhá. Xói em. Nó nhảy ra, xói ra luôn. Mình cân cả thế.